ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung lại một lần nữa trở lại với Thiều Vũ Trường Blur vào thứ Bảy 18 tháng 10. Nguyễn Hồng Nhung Live in Concert từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Với phần MC sống động của MC Quốc Thái và sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời, vé bán 30-45 Mỹ Kim tại Thiều Vũ Trường Blur, Tước Bình, Bô Sa Tích Kịch. Nguyễn Hồng Nhung Live in Concert thứ Bảy 18 tháng 10 tại Thiều Vũ Trường Blur,